Bây giờ đi Mỹ dễ ghê bà con. Đi Mỹ Mexico luôn á, thấy ghê không? Có 52 triệu. Vì cái sự mà đi Mỹ nó khó kiểu này nè bà con, cho nên là cả một cái ma trận. Thì xin thưa bà con bác, hiện tại ba mẹ cậu đang đứng đây là ngã 6 Phù Đổng Thiên Dương. Bây giờ là 8 giờ 20 phút ngày 23 tháng 10 2024. Đây là đường Lý Tự Trọng, hồi xưa là đường Gia Long. Bà con cô bác chưa biết đâu, ở Việt Nam mình á, cái dọ cái chuyện gì mà dịch vụ đi Mỹ thôi là nó cả một cái ma trận trong đó, và làm giàu cho biết bao nhiêu người. Mà mày gọi không phải nó dốc đâu, biết bao nhiêu con người ở Việt Nam này với họ muốn một cái niềm tin là xây dựng một cái giấc mơ Mỹ. Ghê gớm lắm. Họ ham đi Mỹ một cách khủng khiếp. Và cuối cùng là bao nhiêu tiền của họ đi làm giàu cho những cái dịch vụ. Mà những cái dịch vụ đó họ cũng không có, ba mày gọi đó thật chứ, nó cũng không có đảm bảo gì được cho bà con bắt đi Mỹ cả. Và chính vì những cái dịch vụ, và chính vì những cái chiêu trò, chính vì những cái đoán đó, ảnh hưởng rất nhiều những người họ có nhu cầu để đi qua Mỹ. Và cuối cùng họ bị ảnh hưởng lây bởi cái xấu đó. Nói nổi bây giờ bà con bác thấy đi Úc không? Bây giờ là chính phủ Úc là bây giờ là bữa trước hình như có nghe nói đâu là có 5 tỉnh thành gì đó là hạn chế visa du học cho 5 tỉnh thành ở Việt Nam. Đó, đó bà con, xấu đó. Mê gì mà mê lạ lùng. Rồi qua bển thì xin thưa bà con bác cũng cày thấy mẹ. Chứ có sung sướng đâu bà con. Sống đâu cũng phải cày, chứ đâu phải là qua bển ngồi không hả miệng ra cái rớt xuống. Mà cái này là cũng là bởi do nguyên nhân đó, ba mày còn nói thật với bà con bác là bởi do nguyên nhân là do Việt Kiều thôi. Việt Kiều đó, đi qua bển cái thời mà hồi gian trước đó bà con, qua bển kể rồi xong đó về ăn mặc bóng bẩy, nước hoa hàng hiệu, mặc đồ hiệu, xong về bắt đầu thêm một cái bệnh nữa là bệnh nổ. Qua bển cày thấy mẹ luôn, mà về là toàn làm kỹ sư giám đốc không à. Rồi thêm một phần nữa không có làm kỹ sư giám đốc đó, thì về kể tôi sướng lắm, qua bển chính phủ lo hết à. Hỏi sướng làm sao, chính phủ cho đồ ăn à, cho đồ hộp đó, rồi cho gì mấy cái tem phiếu gì đó à, về kể vợ dân trong nước xin thưa bà con mắc mấy cái hồ hộp đó, trời mê thấy mẹ luôn. Đồ hộp ở Việt Nam này mắc lắm nha bà con, nhất mấy cái hem á, trời ơi mấy cái thứ này bên bển cho đầy không ai mà ăn. Chính bản thân ba Michael luôn nè bà con. Chính bản thân ba Michael luôn nè. Vào khoảng thời mà hồi xưa đó. Đây. Hàng ngày nè bà con. À, hàng ngày. Những người này đi xếp hàng đi xin visa qua Mỹ. Và xin thưa bà con bắt kéo theo hàng loạt cái dịch vụ cò. Nhiều lắm bà con, kéo theo nhiều hàng loạt cò.
cò về dịch vụ, rồi thậm chí hả cò chúc mừng nữa bà con. Đó, bà con bác mà để ý kỹ là ngay đó đó là có một cái dịch vụ là mấy cái đứa mà nó thấy ai mà ra mà cầm hứng hở, nó chúc mừng nha, chúc mừng, đậu không anh chị, đậu không anh chị đi. Đó rồi xong nó cho 50, cho 50, cho 100 đi. À, chỉ có vài ba lời chúc mừng thôi mà những người cái tâm trạng đậu được visa Mỹ họ mừng lắm bà con. À, trời ơi, cho mày luôn 50, 100 cho luôn, chúc mừng nha, chúc mừng nha, chúc mừng nha. À. Còn mà nếu mà ai mà rớt visa cũng có dịch vụ luôn, đậu không rớt hả, đi 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 em có chỗ này nè, chị chỉ cho. À, vô vô đây đi, họ chỉ cho cách đậu visa đó bà con quá ha. Ba mày gọi nói thật, những cái gì ba mày cầu kể là có hết đó, chứ không có đâu. Ở à, đây là Sài Gòn rồi con, công ty. Ồ, hồi xưa đây là hãng xăng dầu Shell nè, hãng Shell không sao. Chúng ta đang đi trên đường Lê Duẩn, hồi xưa là đường Thống Nhất. Rồi quẹo đây đường Tôn Đức Thắng, hồi đó là đại lộ Cường Để. Bên kia hồi xưa là trường tài chính cái thứ 4 á, trung cấp. Ừ. Giờ là trung tâm mục vụ. Rồi mình quẹo đây đi, con đường này thuộc Nguyễn Du. Hồi xưa bên tay trái này là nhà của thống tướng Lê Văn Tị bà con. Trước năm 75 là như là Việt Nam chỉ có một thống tướng rồi. Còn ở đây nè bà con, bên tay trái nè, nguyên cái dãy bên đây nè, hồi xưa đó là siêu thị đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa đó bà con. Ngay ngay góc đường này Chu Mạnh Chinh nè. Ở đây vẫn còn cái dãy nhà, mấy nhà cổ cổ nè bà con. Trời ơi, nó mái ngói nó bị lủng luôn rồi kìa. Rồi, đây là dãy nhà cổ luôn nè bà con, mái ngói. Ở đây bán sữa. Sao xe này nắm đi đi. Trời ơi, thích là đậu chơi giữa đường luôn vậy đó. Đây là bệnh viện Nhi Đồng nha bà con, nhà thương Đồng Đức á. Đường Lê Văn Phu. Khu này là khu tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó, bà con có văn phòng di trú, đại lý vé máy bay, quá trời luôn. Du học, du lịch Mỹ, Úc rồi tùm lum nữa, thấy không? Những người mà vô đó là cũng tăng rớt visa cũng nhiều lắm đó. Ở đây cả kéo nguyên một cái dịch vụ à, bên kia đó kìa à. À, bên đây nữa nè đó bà con quá ha. Đóng dịch vụ
Cho nên ba Michael mới nói á, người Việt mình á, là nên thay đổi lại cái quan điểm. Nếu mà mình thật sự mình cần đi Mỹ để đi du lịch hay là đi thăm thân thì mình đi đúng cái vai trò của mình. Mình có đủ khả năng, mình có đủ điều kiện để mình đi. Bất cứ quốc gia nào cũng vậy bà con. Việt Nam mình cũng vậy nữa. Welcome với những người mà họ đem tới lợi ích cho đất quốc gia, đất nước người ta. Chứ còn mà tới mà để đem gánh nặng tới. Đa phần người Việt mình tại sao mà xin thưa bà con vắt cố tình mà tìm cách đi Mỹ? Thứ nhất là những cái lời hoa Mỹ đó, cho nên tìm đường đi qua. Thứ hai nữa là xin thưa bà con bắt qua để kiếm việc làm. Bà con bác biết cái đồng giá tiền đô với lại đồng giá tiền Việt nó trên nhau dữ lắm mà đúng không? Hai mấy ngàn á. Cho nên nó đa phần, ba mươi gò nó thật luôn á, 80%, 90% đa phần là để tìm đường qua Mỹ để đi kiếm ở lại. Do Mỹ nó dễ lắm mà con, nó cấp visa cho tới 6, một năm mà được ở tới 6 tháng. À, thành thử ra nó vì nó quá dễ kiểu đó, thành thử ra là ráng làm sao qua bển được cấp được một cái thôi là ở lại 5 tháng bên đó đi kiếm việc làm. À, cộng đồng người Việt mình qua đó làm neo thứ cha gì. À, ai người Việt mình làm kiếm mấy chủ người Việt làm tóc, làm neo xin làm. Đó, làm trong vòng 5 tháng thôi xin thưa với bà con cô bác. Đi về Việt Nam là làm lương Mỹ mà sống ở Việt Nam là sướng bạc phố nội luôn. Có biết rằng là họ vô tình họ làm vậy, họ ảnh hưởng tới những người mà có nhu cầu đi thiệt đó, khổ vậy đó. Tới những người họ không có nhu cầu đi thiệt đó, họ qua đi họ thăm thân thôi nhưng mà cuối cùng họ bị ảnh hưởng lây. Rồi khi mà phía nước ngoài họ biết rằng như vậy họ lại càng ra sát kỹ hơn nữa. Ồ, khổ. À, giờ mình đi vô đây con đường này, đường Đồng Khởi nè bà con. Trời em gái dễ thương quá. Rồi con đường này đường Đồng Khởi, hồi xưa là đường Tự Do. Ở đây là ngã tư đường Đồng Khởi với đường Lý Tự Trọng nè bà con. Khách nước ngoài nè. À, sao cái tiệm cà phê đó ai cũng móc máy ra chụp hình nữa ta. Đây là đường Lê Thánh Tôn. Khách sạn Continental nè. Ở đó đây có tiệm bánh Ivan nè, nhà sách Xuân Thu. Bên kia chụp hình cô dâu. Cái ông đó già quá mà ông lấy cô dâu trẻ quá.
có nhiều người lái xe hơi mà họ ôm sát cái vô lăng luôn các bạn. Mày còn thấy có nhiều người lái xe hơi họ ôm sát cái vô lăng, cái đó cũng không tốt nha bà con. Khi mà có vấn đề gì đó, cái vô lăng nó cũng đâu có bung cái túi khí ra được đâu. Họ ngồi mà ba mày còn thấy họ ôm sát cái vô lăng luôn á, không hiểu cái tay sao mà họ quay được, cái tay họ cái lúc nào cũng trong như vậy mà. Hồi xưa ở đây có cái hồ bơi nè bà con, hồ bơi Katina. Đây khách sạn Red xa xa hồi xưa trước năm 75 là tòa đô chánh, có công viên Đống Đa nè, đây là thương xá Tắc nè, mắm gì đó ta, nước mắm à, đang có nước mắm gì đó, ngày hội nước mắm, trời đất ơi, nước mắm bây giờ cũng ngày hội nữa, lễ hội nước mắm đó bà con. Hồi đó là lễ hội bánh mì, giờ là lễ hội nước mắm. Lễ hội nước mắm lần thứ nhất, trời đất. Ở Việt Nam mình biết giờ có nhiều lễ hội lắm bà con. Lễ hội nước mắm, lễ hội tôm hùm. Mai mốt là lễ hội gì nữa đây? Lễ hội bánh mì. Mai mốt sẽ là lễ hội cơm tấm. Lễ hội phở. Nếu mà tính ra từng món một món vậy chắc 365 ngày chắc ngày nào cũng là lễ hội hết. Bà con bác tin ba mày gò đi, mai mốt là tới lễ hội cơm tấm nữa cho coi. Ở
Tại vì cơm tấm cũng là một trong những cái món ăn mà người nước ngoài tới du lịch họ muốn trải nghiệm nha bà con. Đây đây hồi xưa có nhà sách khai trí nè, giờ nhà sách Sài Gòn. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Trung Trực với đường Lê Lợi. Bên đây là đó là nhà hàng Thanh Thế. Đường Lưu Văn Lan này là Bác Vật Lan nè. Ôi trời ơi. Trước năm 75 đây là Tạ Thu Thâu. Con đường này hồi xưa bán giải của mấy ông người cha nhiều lắm. Sau năm 75 cái người cha không còn ở Việt Nam nữa nha bà con, hoặc là ít. Chứ hồi đó đi trên đường phố người Ấn Độ nhiều lắm, cho nên bà con bác ấy hồi xưa mấy cái rạp chiếu phim trước năm 75 chiếu phim Ấn Độ nhiều lắm. Sau năm 75 coi như là không còn. Mấy cái phim Ấn Độ giờ cũng dần dần bớt dần luôn, chứ hồi đó là nhiều lắm. Phim Ấn Độ là chiếu nhiều rạp lắm, nhất là mấy khu này nè, phim Ấn Độ nhiều lắm. Cửa Bắc chợ Bến Thành. Sáng nay thấy cái tình hình có vẻ là nó cũng im ắng, không quá đông. Khách du lịch hôm nay không có đông nè bà con. Ba mày rồi nhìn vô bên trong chợ thấy cũng vắng vắng. Mấy tiệm đổi đồ này cũng vắng nè. Phải đường này đường Lê Lai. Đây là khách sạn New World. Ô, khách sạn New World mày đông quá bà con. Ô, dắt người ta. Ô, người. Họ mới nói về Ấn Độ. Ấn Độ không bà con? Có một cái đoàn khách Ấn Độ chắc thuê hết khách sạn á. Hôm nay mọi người xuống ăn sáng đó đông. Đây đây, hồi xưa là bến xe Tây Ninh nè. Khách sạn Lê Lai. Con đường Phan Văn Hùng, bây giờ là Nguyễn Thị Nghĩa. Đó, tới giờ này là bắt đầu thấy mưa rồi đây.
chúng ta đang đi trên con đường Lê Lai. Con đường này hồi đó nó cũng ngập ghê lắm nha bà con, bây giờ thì không biết còn ngập hay không. Chứ ở đây là cái vùng mà nước Sài Gòn nó trổ xuống chỗ này nè. Hồi đó đây là cái ga Sài Gòn cho nên nó có một cái vách tường nó chặn nước lại nữa. Cho nên con đường này hồi đó ngập ghê lắm. Rồi giờ mình quẹo qua đây. Đường này là đường Phạm Ngũ Lão nè. Đây là đường Đề Thám. Bên này có cái trung tâm thương mại dưới lòng đất đó. Ở đây trong đây nó có một cái lẩu tôm 5 ri nha bà con. Để bữa nào ba mẹ cô dẫn mấy mẹ con nó vô đây ăn lại thử lẩu tôm coi. Mỗi lần lên Biên Hòa là ba mẹ cô đều ghé 5 ri á. Bà con có thấy không, đến tầm giờ này là bắt đầu người dân người ta ra đây người ta ăn sáng nè. Trên 25.000. Ôi, hôm nay tỷ giá đô mà lên tới 25.000 rồi hả ta? 25.010 luôn bà con, là 25.100 á. Cao dữ ta. Mới sáng sớm mà có người uống bia rồi. Ở đây là phía sau của rạp Nguyễn Văn Hảo hồi xưa nè. Các cô chú anh chị và các bạn còn nhớ đây có cái bà bán cháo lòng ngay đây không? Trời ơi, điếu thuốc mà kia cấm trên xe. Ông đó ông hút điếu thuốc xong ông cắm trên xe không nè, như giống như cắm trong địa vậy đó. Phố đi bộ Bùi Viện hôm nay đi giờ này thấy nó nhộn nhịp quá ha. Ở đây có bán bánh căn. Thank you.
rồi xong nhắc nhở hên quá, ông đó cũng hú hú dí ông trời ông địa rồi đó. Cái ông đó bà con hú dí ông trời ông địa đó, tay qua tay nhắc nhở rồi đó, ông taxi rồi đó. Ở đây có Nam Thành Thánh Thất nè, đường này đường Nguyễn Cường Chinh. Con đường này đường Trần Đình Xu, bên trong đó là chợ Sở Rác đó bà con. Đường này hồi đó là đường tắc dụng cũ, tiệm lẩu chứ danh Sài Gòn. Đây là phường Nguyễn Cường Chinh đây. Lò bánh mì Liên Thái nè, trường mầm non này nè. Gia đình của ba mày còn hồi xưa lúc mà còn nhỏ, 3-4 tuổi là học ở trường mẫu giáo đó, trường nó dạy tiếng Pháp nha bà con. Đây là hãng bột giặt nè bà con. Bà con bác còn nhớ hãng bột giặt đấy không? Tên gì ba mày còn quên rồi. Còn đây là hồi đó là trường tiểu học Cầu Kho, giờ là đổi tên là trường Trần Hưng Đạo. Hồi xưa cái cổng chính trường nằm đây nè. Hồi đó bà con có biết không, ở đây có một cái cây bự lắm, cây thụ to nè. Ở đây một cây, hai cây, ba cây, ở đây tổng cộng 3 cái cây thụ to mà giờ chặt hết rồi. Đường này đường Cao Bá Nhạ nè, hồi đó đây là cái đạo mà cao đài đó bà con. Đạo cao đài được thành lập hồi xưa là ngay khu này nè. Sau này cái khu đó bị căn nhà đó bị đập bỏ để xây cái khu cư xá Cao Bá Nhạ ở đây. Và đó là cái đạo cao đài lần đầu tiên mà ra mắt đó là ở đây. Rồi sau này bắt đầu mới đưa về cái tòa bên đạo cao đài ta gọi là gì ta, cái gì á, nó giống như là cái trụ sở, giống như là cái tổng luôn đó bà con, là ở dưới cao đài Tây Ninh đó bà con. Bà mới còn quên cái tên gọi nó là cái gì rồi. Hồi xưa đây cũng có cái cây đa nè, thì khu này là đó quân đội Mỹ đóng nè, hai cái building này là quân đội Mỹ đóng ở đây, số 7, số 9. Cà phê D mọi người ơi, cà phê D CD. quê nhà hồi đó ba mẹ cùng nay uống quán cà phê ở đây nè bà con. Cái tòa nhà biệt thự đó, cái tòa nhà biệt thự đây. Cua Lâm Thượng Hải. Cua Lâm đặc sản của khu hải sản hoàng gia. Đây có bánh mì Nguyễn Ngọ nè, tới đây là nhà của bà Bầu Thơ nè, bên kia là Hán Toàn, tiệm Hán Toàn. Hồi đó cái quán cà phê ngay chỗ khúc nguyên cái dãy đó, ba mẹ cũng thường hay ngồi uống cà phê đó. Bên kia đó là phòng trà Ritz, sau năm 75 là khách sạn Ritz, rồi sau năm 75 là nó làm sở lương thực đó bà con. Sở lương thực là xưa nằm đây. Cái nguyên cái khu đất đó là xưa là của ông người Trà, sau năm 75 cái ông đi ra mất tiêu, thành thử ra là cái khu đất đó bỏ trống. Rồi mấy cái dãy nhà mà ổng cho thuê á, là người dân người ta vẫn ở đó, người ta sau này cái tự nhiên mặc nhiên được căn nhà, bỏ phải trả tiền thuê nữa.
Ở đây là sở cứu quả nè. Đó, nhà sách Xuân Thu hồi xưa đồng khởi, giờ về đây nè bà con. Đây kia là hẻm câu 4, nhà hàng đen một thời nổi tiếng. Bây giờ nó hết màu đen rồi. Chứ hồi xưa nhà hàng đen này nổi tiếng lắm. Bưu điện Trần Đạo nè. Hồi đó gia đình ba mấy cô mỗi lần mà đi gửi đồ ra Hà Nam Ninh đó là gửi bưu điện đó. Rồi đây là hồi đó trước năm 75 là nha đô thành Sài Gòn. Tới đây là tới chợ Tân Si rồi nè. Ở đây là ngã tư chợ Tân Si. Bên kia bà con bác thấy nhi khoa Tân Si không? Nơi đó xưa là cư xá Tân Si đó. Đây là rạp lao động nè bà con. Đây là tòa nhà của ông Nguyễn Tấn Đời xưa đó. Bên tay phải ba mươi gò đây hồi xưa từng là trụ sở Mắc Vi đó bà con. Rồi sau khi trụ sở Mắc Vi mà dời lên căn cứ Tân Sơn Nhất á, nơi đây được giao lại làm cái gì mà của quân lực ngâm hàng á bà con, quên tên rồi, không biết tên gọi đó là gì. Rồi con bác nào có nhớ nhắc giúp ông rồi á. Rồi đó, đây là nơi của quân đội Nam Hàn. Ồ, ở đây xe máy điện quá trời luôn, xe máy điện, xe đạp điện, Motor Center, bán ô tô luôn.
Ba mẹ cậu là chú ghét ô tô, vừa nặng nề vừa ồn ào, ô tô nó không có phù hợp với đường phố Việt Nam. Đây là chứng thương chỉnh hình nè, hồi xưa là bệnh viện Sùng Chính. Nơi đây hồi xưa là cũng là cái building khách sạn của ông Nguyễn Tấn Đời nè, Olympic hay là gì đó. À, đội quản lý đô thị xuống. Sang lưu Đống Đa. Chúng ta đi hết, gần hết đường Trần Đạo rồi. Bên kia là Hotel Hạnh Lâm. Khu này khu người Hoa ở nhiều lắm nè. Ở đây là trường sinh ngữ quân đội Đồng Khánh nè. Ôi, tới khu đại thế giới luôn rồi. Không biết nãy giờ đi đâu giờ chưa nữa. Vậy là hôm nay ba mẹ cậu cũng không tắm mưa. Đại thế giới. Đây là Capitol. Đây là rạp Lệ Thanh.
bữa nào kể cho bà con bác nghe những cái câu chuyện rùng rợn ở Lợi Xanh này, Bách Đạt nè, Tân Việt nè. Giờ đi để ba mẹ con đi kiếm gì ăn sáng. Giờ tự nhiên tới bụng thôi, về mì gói cũng được. Rồi thôi, ba mẹ con xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.